Thưa quý vị, hòa cùng không khí mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021, nhiều tự viện tại thủ đô đã trang trí cờ đèn, biểu ngữ rực rỡ. Mặc dù việc tạm ngưng sinh hoạt để phòng chống dịch vẫn được đảm bảo, nhưng hình ảnh các ngôi chùa khoác lên mình những chiếc áo mới làm mỗi người con Phật cảm thấy hân hoan như tự mở hội trong tâm. Những ngày này, Chư Tôn Đức và Phật tử tại chùa Đại Từ Ân Hà Nội đang nỗ lực thực hiện các công việc phụ trách, mỗi người một tay, chuẩn bị cờ, treo đèn, kết hoa. Tất cả đều mong muốn góp sức nhỏ để đem đến một không gian ngôi chùa tươi đẹp, trang trọng, kính mừng ngày Đức Phật đản sinh. Mình là một người con Phật tử, mình cũng muốn mong muốn là dâng những bó hoa thơm và đầy cúng dâng lên những ngày Phật đản để cho nó đẹp và trang trọng với lại ở chùa của những ngày Phật tử. Mặc dù không mở cửa đón khách, nhưng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Phật tử, chùa Đại Từ Ân và các tự viện khác đã thiết trí lễ đài trước cổng tam quan để cho các Phật tử có thể tùy duyên thực hiện nghi lễ tắm Phật. Phía bên ngoài là vườn lâm tùy ly để cho Phật tử vãng lai có thể tiến hành các nghi thức tắm Phật ở phía bên ngoài tự viện. Thế rồi cũng trang trí băng rôn khẩu hiệu để cho nhân dân Phật tử khi mà nhìn thấy họ cũng nhắc họ nhớ rằng là chúng ta đang sống trong những cái ngày kỷ niệm mà Đức Phật đản sinh. Hiện tại, hầu hết các tự viện Phật giáo tại Hà Nội đã hoàn tất việc trang hoàng, thiết trí lễ đài, cờ phướn, băng rôn, biểu ngữ hướng về mùa Phật đản sinh. Tất cả đều đảm bảo việc giữ khoảng cách, an toàn phòng dịch. Nhiều khu vực, đường dẫn vào chùa cũng rực rỡ không kém khi tô điểm bởi cờ Phật giáo và biểu ngữ. Đã bắt đầu vào mùa Phật đản để cùng nhau làm các điều thánh thiện, cùng nhau làm những lời thì tốt đẹp để kính dâng lên Đức Thế Tôn như một đóa sen kính mừng sự kiện đản sinh, hay nói rộng hơn là kính mừng đại lễ Vê Sắc. Tôi cảm thấy rất là háo hức, vui mừng khi mà khắp đường phố được treo cờ, các chùa được trang hoàng rất là lộng lẫy, trang nghiêm, đầy đủ hoa này, bày biện rất là chu đáo này, tỉ mỉ. Cùng với công tác trang hoàng, những người con Phật còn góp sức làm công quả, tích cực việc thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để gieo hạt giống từ bi mừng mùa Phật đản.